MC Park Soo Hyun cay đắng khi bị anh trai khoán sạch tài sản trong suốt 30 năm làm việc. Diễn viên hài Park Soo Hyun vừa tố anh trai và chị dâu chiếm đoạt của mình số tiền lên đến 10 tỷ won, hơn 203 tỷ đồng. Được biết, đây là số tiền sao nam này đã kiếm được suốt 30 năm hoạt động. Trên Instagram cá nhân, Park Soo Hyun gây xôn xao khi đăng đàn tố cáo anh trai và chị dâu chiếm đoạt tài sản. Sự việc nhận được sự quan tâm của dư luận xứ Hàn từ nhiều ngày trước khi thông tin này được truyền thông đăng tải. Các trang báo xứ Hàn đưa tin anh trai và chị dâu của anh đã chiếm đoạt 10 tỷ won, hơn 203 tỷ đồng của nam diễn viên hài này. Đây là số tiền mà ngôi sao 7X làm lụng suốt 30 năm kể từ khi xuất hiện trong các chương trình tạp kỹ. Từ thời điểm gia nhập showbiz đầu thập niên 1990, sau năm họ Park đã giao hết mọi quyền kiểm soát tài chính cho anh trai và chị dâu để họ giúp quản lý thu nhập công việc của mình. Vì tin tưởng người nhà, diễn viên hiếm khi hỏi hai người quản lý tài chính ra sao. Mãi về sau, Park Soo Hyun mới nhận thấy những vấn đề bất thường và quyết định kiểm tra tài khoản của mình. Anh phát hiện tất cả số tiền tích góp mấy chục năm đều đứng tên anh trai, chị dâu và con cái của họ, chứ không phải tên mình. Những năm qua, hai người luôn phản đối Soo Hyun kết hôn vì lo ngại anh sẽ đòi tiền, độc lập tài chính. Thông qua bài đăng mới nhất, ngôi sao họ Park xác nhận những thông tin báo chí đăng tải đều đúng sự thật và kể chi tiết sự việc. Cây hài 51 tuổi cho biết, vốn dĩ anh không lên tiếng vì đây là chuyện gia đình và muốn giải quyết êm đẹp, nhưng nhiều vấn đề xảy ra khiến bản thân quyết định công khai. Sau 30 năm, tôi phát hiện ra rằng công sức và tiền bạc mà tôi nhận được nhờ làm việc chăm chỉ đã bị chiếm đoạt hết. Trước cú sốc lớn này, tôi đã liên lạc với anh chị mình để trao đổi. Tôi muốn bắt họ chịu trách nhiệm, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa nhận được một lời hồi âm nào từ hai người đó. Park Soo Hyun cho biết, hiện anh đã thu thập đầy đủ bằng chứng, giấy tờ, chứng minh mình bị chiếm đoạt tiền. Tôi đã liên hệ lại một lần nữa để trao đổi. Đây sẽ là yêu cầu cuối cùng của tôi, và nếu họ không trả lời, tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể xem họ như một gia đình thêm được nữa. Sau nam xứ Hàn quả quyết. Diễn viên sinh năm 1970 cũng cho biết, cha mẹ không biết về chuyện anh bị vợ chồng anh trai cướp tiền trắng trợn và lo họ sẽ sốc khi biết chuyện, đồng thời mong công chúng sẽ không đưa ra những bình luận tiêu cực về cha mẹ mình. Hiện tại, Park Soo Hyun đang phải chống chọi với chứng trầm cảm nặng sau khi phát hiện ra những sự thật này. Park Soo Hyun cũng đã từng thú nhận rằng bản thân hiện đang sống trong khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Mặc dù anh không nói rõ đã phải trải qua chuyện gì, nhưng anh đã khiến những người quay cùng phải nghẹn lòng khi chia sẻ anh bây giờ chỉ cố gắng đang sống qua ngày bởi vì Da Hong, chú mèo mà anh đang nuôi. Ngoài ra anh cũng chia sẻ, cuộc sống của tôi giờ đây sụp đổ rất nhiều khi tôi không thể ngủ vào ban đêm. Da Hong đã đến bên tôi và nó chỉ yên lặng nhìn tôi như thể đang muốn ru tôi ngủ. Khi thông tin được công khai, một tập phát sóng cũ của The Ugly Duckling đã được lan truyền rầm rộ trên mạng do những lời thú nhận của Park Soo Hyun trong chương trình. 5 năm trước, anh chia sẻ trên sóng truyền hình rằng bản thân từng yêu một cô gái và mong muốn tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, cả hai cuối cùng phải chia tay do gia đình của nam nghệ sĩ kịch liệt phản đối. Ngoài ra, Park Soo Hyun còn khiến cư dân mạng xót xa cho anh hơn khi cho biết thêm rằng bố mẹ đã không biết gì về sự việc này. Anh mong mọi người sẽ không phán xét hay chỉ trích cha mẹ mình, và anh cũng đảm bảo rằng sẽ cố gắng hết sức để không gây thiệt hại cho bất kỳ chương trình hoặc nhân viên nào mà anh hiện đang làm việc cùng trong khi cố gắng giải quyết vấn đề này. Soo Hyun sinh năm 1970, vào làng giải trí sau khi chiến thắng một cuộc thi hài kịch. Đầu thập niên 1990, anh hoạt động ở nhóm hài Team Potato. Park Soo Hyun tham gia nhiều show hài của đài SBS, MBC, KBS. Anh còn từng làm MC cho nhiều lễ trao giải nghệ thuật lớn của Hàn Quốc. Park Soo Hyun không phải sao Hàn duy nhất khốn đốn vì bị người thân lợi dụng chiếm đoạt tài sản. Là giải trí xứ Kim Chi từng chứng kiến không ít câu chuyện tương tự, tiêu biểu như trường hợp của nữ hoàng nhạc trot Jang Jun Jung. Sao nữ này từng tiết lộ bị mẹ ruột và em trai tiêu tiền mồ hôi nước mắt của cô một cách phung phí và để lại khoản nợ khổng lồ bắt người đẹp trả. Minh tinh đắt giá Kim Hee Soo cũng nhiều fan khốn đốn khi bị mẹ đẻ liên tục moi tiền, phải sống khổ sở, chật vật vì trả nợ thay bà suốt bao năm. Hiện tại, rất nhiều cư dân mạng đang gửi những lời động viên và ủng hộ đến nam diễn viên.